Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về thời tiết và thiên tai của chúng tôi. Thưa quý vị, chiều ngày 20 tháng 8, cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu cho biết, tại điểm sạt lở thuộc km 218 750 trên quốc lộ 4H, địa phận bản Si Nế, xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tiếp tục xảy ra sạt lở lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông trên địa bàn. Cụ thể, vết sạt lở kéo dài thêm hơn 100m, nâng tổng chiều dài cung sạt lở lên đến hơn 250m, rộng hơn 30m và cao 80m, cao thêm trên 60m. Khối lượng đất đá ước khoảng 350.000 m3, gấp hơn 8 lần khối lượng đất đá sạt lở vào sáng cùng ngày. Do cung sạt trượt tiếp tục sạt lở lớn, nên cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã chỉ đạo tạm ngừng thi công, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và cắt cử người đến túc trực hai đầu điểm sạt để cấm đường. Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu cho biết, trong khi đơn vị thi công đang tập trung đưa máy xúc vào khắc phục, thì đất đá tiếp tục sạt trượt xuống. Rất may, lái máy xúc kịp thời điều khiển phương tiện ra khỏi hiện trường, không gây thiệt hại về người và tài sản. Cũng theo đơn vị này, do thời gian qua trên địa bàn có mưa to kéo dài, nước đã ngấm no trong đất, nên hiện cung trượt vẫn đang tiếp tục vươn cao và mở rộng hơn. Đơn vị đã xin ý kiến chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải để khắc phục. Phương án khắc phục là đưa máy xúc lên đỉnh núi thi công, cắt cơ giật cấp xuống dưới để thông một làn đường trước. Đơn vị thi công cũng chỉ huy máy móc, phương tiện để tập trung khắc phục. Tuy nhiên do địa điểm điểm sạt lở chưa ổn định, gây nguy hiểm cho công tác khắc phục nên hiện phải tạm ngừng thi công. Như vậy đến nay, giao thông kết nối giữa tỉnh Lai Châu và Điện Biên thông qua quốc lộ 4H vẫn bị chia cắt. Cơ quan chức năng địa phương đã cắm biển cảnh báo, cấm đường, đồng thời phân luồng giao thông cho người và phương tiện từ huyện Mường Tè qua huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, chạy qua tỉnh lộ 127 hoặc chạy theo hướng ngược lại quốc lộ 4H để ra quốc lộ 12 sang thị xã Mường Lai, tỉnh Điện Biên. Theo phía chính quyền huyện Mường Tè, nếu việc chia cắt giữa xã Mù Cả và trung tâm huyện kéo dài, huyện sẽ có phương án vận chuyển hàng hóa vòng từ hướng Mường Nhé Điện Biên vào để cung ứng, hỗ trợ, không để người dân thiếu nhu yếu phẩm. Suốt những ngày qua, mưa lớn diện rộng khiến nhiều tuyến quốc lộ, đường liên xã, bản biên giới tại Lai Châu bị sạt lở nghiêm trọng. Trong đó, những tuyến quốc lộ chính như quốc lộ 12, 4G, 4H và đường tỉnh 128, 132, 133, 127 bị ngập úng, sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ. Người dân đi lại hết sức khó khăn. Qua thống kê sơ bộ, huyện biên giới Mường Tè thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ này. Tại địa phương ghi nhận hàng chục điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ 4H và đường tỉnh 127. Khối lượng đất đá phải dọn dẹp lên đến hàng nghìn mét khối. Đặc biệt, các tuyến đường từ trung tâm huyện đến các xã biên giới Tà Pạ, Pa Ủ, Pa Vệ Sủ có nhiều điểm sạt lở nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, khó khăn trong việc thông thương hàng hóa. Tại xã Bum Nưa của huyện này, nước lũ trên suối Nậm Bum dâng cao cuốn trôi và làm ngập úng hơn 4 hecta ao cá, lúa và hoa màu của người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè thông tin, mưa lớn đã làm hầu hết các tuyến đường liên xã, liên bản tại địa phương bị sạt lở. Ước thiệt hại do mưa lũ gây ra gần 4 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các lực lượng tại chỗ huy động phương tiện, nhân lực phối hợp với người dân khắc phục tạm bước một để đảm bảo giao thông, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động phương án tích trữ lương thực, thực phẩm để đảm bảo đời sống người dân. Mưa lớn chủ yếu xảy ra vào ban đêm và rạng sáng cũng gây thiệt hại nặng đến công trình giao thông, cơ sở hạ tầng, hoa màu của người dân huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Ước tính sơ bộ thiệt hại khoảng 700 triệu đồng. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Than Uyên, các xã Pha Mu, Mường Cang, Mường Mít, Phúc Than, Tà Mung, Mường Kim, Ta Gia đều ghi nhận những thiệt hại đáng kể do mưa lũ gây ra. Trong đó, một số hộ dân đã phải di chuyển chỗ ở khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Cụ thể, tại bản Pá Khôm, xã Pha Mu, phần đất dựng nhà của hộ gia đình ông Tòng Văn Quang bị sạt lở ta luy âm gần chân cột nhà, phải di rời khẩn cấp. Tại bản Mé, xã Mường Cang, khoảng 200 mét khối đất đá từ trên đồi bất ngờ đổ ụp xuống ngay sau căn nhà của ông Nguyễn Văn Đức. Dân may, không có thiệt hại về người. Toàn bộ thành viên trong nhà và tài sản đã được địa phương và người dân di rời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Về nông nghiệp, khoảng 1.000 mét vuông lúa ở bản Chít, xã Pha Mu bị cuốn trôi. Tại xã Mường Cang, mưa lũ cũng gây ngập úng 3.000 mét vuông lúa ở bản Muông và 5.000 mét vuông lúa bản Pù Quải. Các tuyến đường vào trung tâm các xã có hàng chục điểm sạt lở rải rác, hết sức nguy hiểm. Trong đó, tuyến đường từ xã Tà Mung đi Tà Lùng tiếp tục sạt, hiện không thể lưu thông. Khối lượng đất đá cần dọn dẹp lên đến 7.500 mét khối. Chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý trên thế giới. Ngày 20 tháng 8, cơn bão nhiệt đới Jordani đã tiến về phía bờ biển Hàn Quốc, buộc nhà chức trách nước này phải đóng cửa nhiều tuyến đường và công viên để đảm bảo an toàn cho người dân. Theo hãng tin Yonhap, Cục Khí tượng Hàn Quốc KMA cho biết,
tính đến 18 giờ ngày 20 tháng 8 theo giờ địa phương, tức 16 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, khuyến cáo đã được ban hành đối với vùng biển phía Nam ngoài khơi đảo Jeju khi cơn bão tiến về phía Bắc với tốc độ 33 km/h, cách thành phố Shelbyville của đảo khoảng 100 km về phía Tây Nam. Đảo Jeju đã hứng chịu lượng mưa lên tới 99mm, trong khi tốc độ gió tức thời tối đa từ 18,1 đến 29,9 m/s. Nhà chức trách đã đóng cửa tất cả 7 tuyến đường mòn đi bộ đường dài tại khu vực núi Hala trên đảo Jeju. Tất cả các dịch vụ phà chở khách đến và đi từ bến phà ven biển của hòn đảo này đều bị hủy. Ngoài ra, tổng cộng 112 chuyến bay đã bị hoãn tại sân bay quốc tế Jeju. Theo cơ quan cứu hỏa và cứu hộ địa phương, hiện chưa có thông tin về thiệt hại do cơn bão này gây ra. Để ứng phó với cơn bão, Bộ Nội vụ Hàn Quốc đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp mức độ 1 kể từ 8 giờ ngày 20 tháng 8 theo giờ địa phương và chỉ thị các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu thiệt hại. Theo dự báo, cơn bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào đêm ngày 20 tháng 8 và rạng sáng ngày 21 tháng 8. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trong đêm nay và sáng mai. Khu vực thủ đô Hà Nội ngày 22 tháng 8, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ, mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong đó, có Đồng Bằng và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi hơn 35 độ. Và tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước. Bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.